Nghe được ý trời bính ngọ năm 1966, Nam Mạng đổi vận giàu sang, sung sướng, hết phần thiên hạ. Vâng, kính thưa quý vị, vậy là đất trời sắp chuyển sang một chu kỳ mới mẻ, một chu kỳ của sự chinh chiến và phục hồi. Sau một sự thay đổi dữ dội từ dịch bệnh, rồi chiến tranh, kinh tế suy thoái, thiên nhiên khắc nghiệt. Hy vọng chúng ta bước sang một năm mới, sẽ có những khởi sắc tốt đẹp, thăng hoa. Ngày hôm nay tôi có một tin cực vui Báo cho những mệnh chủ tuổi bính ngọ nam mạng Đang xem video này Khi mà nghiên cứu sách tử vi cổ học Và sự dịch chuyển của các thiên hà trong vũ trụ Giới huyền học phát bước sang năm 2024 Con giáp bính ngọ này đến kỳ đổi vận Mà đạt được nhiều thành tựu như mong đợi Nhưng cũng sẽ trải qua nhiều biến động khôn lường Xin mời quý mệnh chủ hãy cùng theo dõi chi tiết qua video ngay sau đây của Phong Thủy Phát Tài. Video ngày hôm nay gồm các phần chính sau. Thứ nhất là khái quát vận hạn năm 2024. Thứ hai là vận hạn con giáp bính ngọ trong năm mới. Thứ ba là luận giải chi tiết về vận mệnh 4 tháng đầu năm, 4 tháng giữa năm và 4 tháng cuối năm. Cuối cùng là các cách giải hạn và lời khuyên cuộc sống. Không để quý vị phải chờ lâu, sau đây chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất là khái quát vận hạn năm 2024. Năm 2024 sẽ là năm nhuận lợi cho tuổi bính ngọ với nhiều cơ hội mới và thử thách đáng chú ý. Trong công việc, tuổi ngọ có thể tiến bộ và đạt được những đánh giá tích cực từ đồng nghiệp và sếp. Tài chính khá ổn định và tình cảm cũng thuận lợi hơn, gia đình bình yên hạnh phúc. Năm 2024, tuổi bính ngọ 59 tuổi tính theo lịch âm. Hành lộ chi mã, ngựa chạy trên đường, thuộc ngũ hành thiên hà thủy tức nước trên trời tử vi tuổi bính ngọ năm 2024 nam mạng nam sinh 1966 tuổi 59 tính theo lịch âm cung mệnh đoài kim thiên can bính địa chi ngọ hạn trong năm thiên la bị phá phách không yên tam tai năm 2024 quý anh không dính hạn tam tai kim lâu Quý anh không phạm Kim Lâu trong năm 2024. Sao chiếu mệnh Thái Dương được coi là một trong những sao có lợi, mang lại nhiều may mắn về tài lộc cho người có chiếu mệnh. Chính vì vậy, trong năm nay, quý anh hãy tận dụng cơ hội để đạt được thành công trong công việc, tình cảm và sức khỏe. Tuy nhiên, quý anh cũng cần phải cẩn trọng và tránh bệnh tật trong tháng 6 và tháng 10. Thái Dương chiếu mệnh năm nay tháng 10 tháng 6 có mà tiền vơ. Cầu trời lại Phật Nam Mô Sao tốt ở phải cây khô ra trồi Sao tốt vẫn xấu than ôi Thái dương thái bạch đi đôi khác gì Hạn nặng phải tránh kẻo nguy Chú ý sao tốt mắc thì họa lây Thái dương thuộc mộc la cây Mùa kỵ lâm khắc ngay tới minh Ăn ở ngay thẳng thật tình Làm ăn tấn tới quang minh phát tài Tiếp theo chương trình Mời quý vị đến với phần 3 phần giải đoán vận hạn chi tiết người tuổi Bính Ngọ Nam Mạng trong năm 2024. Đầu tiên là 4 tháng đầu năm, tử vi sự nghiệp tuổi Bính Ngọ Nam Mạng tháng 2024. Theo tử vi, thương quan tiến khiến con giáp Bính Ngọ Nam Mạng thường xuyên rơi vào tình trạng mệt mỏi, căng thẳng trong công việc khi mọi thứ không theo kế hoạch. Bản mệnh có xu hướng trách cứ bản thân, tập trung vào thiếu sót của mình đôi khi cứ ngồi mãi một chỗ và vùi đầu vào đó không thể làm tình hình khá hơn. Bạn nên có vài phút ra ngoài, tách mình ra khỏi công việc rồi khi quay lại cũng có thể sáng tỏ một số vấn đề mình đang gặp phải đấy. Hiệu quả của công việc cũng cần đánh giá lại trong thời gian này. May mắn là bạn khá kiên cường, không bỏ cuộc trước bất cứ khó khăn nào. Bạn hãy chắc chắn sẽ chế ngự được những ràng buộc bên trong của mình nhờ vào khả năng nhìn nhận và giỏi tìm kiếm những dẫn dẫn khác biệt của bản thân so với quá khứ thời gian này công việc phát triển hơn hoặc xác định lại nhiệm vụ của mình trong một khuôn khổ của công ty hứa hẹn bản mệnh sẽ thay đổi hơn rất nhiều so với quá khứ ít ra bạn biết mình nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan hơn để bản thân suy nghĩ lạc quan cho dù sẽ gặp phải những khó khăn cho công việc và sinh hoạt tử vi tài lộc tuổi bính ngọ năm mạng 4 tháng đầu năm 2024 lục bạch bay vào hướng tây nam mang theo dấu hiệu tài lộc vượng gặp may mắn về tài chính Nhờ thế mà con giáp tuổi Ngọ có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn một cách ngoạn mục. Có thể thấy, 4 tháng đầu năm đầu tiên của năm mới tiền bạc kiếm được không đến từ công việc chính mà là việc phụ. Ngoài luồng tuy vất vả hơn nhưng bù lại, bạn sẽ nhận về phần thưởng xứng đáng. Tuy nhiên, với những ai tham lam muốn kiếm số tiền lớn trong thời gian ngắn thì nên thận trọng vì bạn có thể có quyết định sai lầm khiến toàn bộ số tiền kiếm được bị mất sạch. Một số bạn có khả năng sẽ nghỉ hưu trước tuổi nhờ vào việc tích lũy được số tiền lớn để dù không đi làm vẫn có nguồn tiền ra vào đều đặn mỗi tháng. Tử vi gia đình tuổi Bính Ngọ năm mạng 4 tháng đầu năm 2024. Tam hợp trợ lực cho gia đình của con giáp tuổi Bính Ngọ năm mạng những ngày đầu năm mới trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Hai vợ chồng cùng đồng lòng trong những kế hoạch sắp tới và quyết tâm thực hiện đến cùng. Khó khăn vẫn còn đó, nhưng khi có tự tương trợ giữa hai người thì mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều đó thực sự là điểm sáng trong cuộc sống của bản mệnh trong tháng điều mà bạn mong muốn bao lâu nay mối quan hệ của bản mệnh với người thân thời gian này cũng được cải thiện rõ rệt những hiểu nhầm trước đây cũng đã được xóa bỏ gia tăng sự kết nối với mọi người tử vi sức khỏe tuổi bính ngọ nam mạng 4 tháng đầu năm 2024 bao lâu nay con giáp tuổi bính ngọ nam mạng rất tự tin rằng mình khỏe mạnh nên thiếu đi sự quan tâm cần thiết tới việc này. Tuy nhiên, thời gian gần đây khi những người xung quanh chăm chỉ tập luyện cũng là lúc bạn nhắc nhở bản thân nên thay đổi. Ảnh hưởng của bạch hổ gây bất lợi cho sức khỏe, nhất là những ai có chế độ ăn uống không phù hợp, cộng với ngày nghỉ dài hay có xu hướng bỏ bữa vì ham vui, ham chơi. Không những thế, thời gian này bản mệnh không nên tự điều khiển xe vì có thể sẽ xảy ra rắc rối không đáng có, nếu có thể thì nên hạn chế việc di chuyển quãng đường dài nếu đã bị bệnh. Đây là thời điểm tốt để xác định phương pháp điều trị thích hợp giúp cải thiện trạng thái thể chất. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng phương thức tốt nhất là từ bỏ sự mâu thuẫn, suy nghĩ ít đi sống lạc quan hơn. Tiếp đến là bói mệnh tử vi 4 tháng giữa năm 2024. Tử vi sự nghiệp tuổi Bính Ngọ năm mạng 4 tháng giữa năm 2024. Xem tử vi 4 tháng giữa năm 2024 tuổi Bính Ngọ nam mạng âm lịch con giáp này nhận được rất nhiều sự hậu thuẫn từ vận khí nên công danh sự nghiệp khá lý tưởng. Thời điểm này sẽ là thời điểm để bản mệnh tăng tốc và có thể còn là bứt tốc để hoàn thành các mục tiêu của mình. Có lục hợp quý nhân độ mệnh giúp tuổi bính ngọ nam mạng có nhiều sự phù hợp trong tháng. Thăng tiến cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bạn sẽ khó tránh cảm giác tất bật khi có nhiều việc phải làm. Đó cũng là điều dễ hiểu khi sự nghiệp sẽ là trọng tâm của bạn vào lúc này. 4 tháng giữa năm còn có nguyệt lệnh lâm đất, lâm quan chủ về chức vụ nên sẽ có nhiều cơ hội để bạn có thể đẩy mạnh các kế hoạch công việc, biến những ý tưởng trừu tượng thành hành động thực tế. Thời cơ đã chín muồi, đây là lúc bạn chủ động theo đuổi mục tiêu, không nên chần chừ thêm nữa. Ngoài ra, tuổi bính ngọ nam mạng còn có thêm các phúc tình cao chiếu như sao Thái Dương và Thiên Ấn nên càng làm càng thuận lợi. Đôi khi vẫn có những áp lực và thách thức xuất hiện, nhưng bằng sự nhạy bén, khả năng xử lý linh hoạt và nhất là có khuyến nhân giúp đỡ, Tuổi này vẫn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, tăng thêm độ uy tín cho chính bản thân, củng cố vị thế hiện tại. Cơ hội thì nhiều nhưng bên cạnh đó, bạn cũng sẽ phải bỏ ra nhiều công sức mới nắm bắt được. Một khi tạo được nền tảng vững chắc rồi thì chuyện thăng chức không còn khó khăn nữa. Bên cạnh đó, bạn cũng được khuyên nên duy trì tốt các mối quan hệ ngoại giao, tăng cường hợp tác để chuẩn bị cho những bước tiến xa hơn vào sau này. Thậm chí, bạn còn có thể sẽ phải tốn kém không ít tiền bạc để duy trì các mối quan hệ tốt nhưng điều đó hoàn toàn xứng đáng. Tử vi tài lộc tuổi bính ngọ năm mạng 4 tháng giữa năm 2024. Tử vi 4 tháng giữa năm của 12 con giáp âm lịch cho biết, với đà công việc tiến triển thuận lợi, được nhiều các tinh giúp sức, tài lộc của người tuổi bính ngọ năm mạng có điểm sáng bất ngờ trong tháng. Trong tháng, tuổi này được cục diện lục hợp hỗ trợ, lại có thái dương và thiên diêu hỗ trợ, rất có lợi cho đầu tư và các hoạt động cầu tài. Đặc biệt, việc hợp tác làm ăn vượng phát mạnh mẽ, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng lên trông thấy. 4 tháng giữa năm này, bạn càng chủ động càng dễ gặp may, nhờ sự quyết đoán, dám làm, dám chịu. Nhưng chú ngựa thể hiện sự sông sáo trong mọi việc mà không nề hà khó khăn. Quyết định nhanh gọn giúp bạn dễ dàng nắm bắt thời cơ, thậm chí không chịu ảnh hưởng của môi trường chung. Người làm công ăn lương có thu nhập ổn định, công việc tiến triển tốt nên bản mệnh cũng có thêm những khoản thưởng, hoa hồng hậu hĩnh. Còn với người kinh doanh thì thời điểm này rất thích hợp để khởi nghiệp hoặc mở rộng quy mô làm ăn. Mọi dịch vụ đều tăng là thời điểm tốt để mở rộng thúc đẩy kinh doanh, hứa hẹn doanh thu tăng đột biến. Đôi khi cũng phải liều một chút thì tài lộc mới đổ về nhà. Tuy nhiên, kiếm nhiều thì tiêu cũng nhiều. Đây chính là tình hình tài chính của bạn xuyên suốt cả tháng. Bạn có thể coi đó như là sự thưởng thụ cho hành quả lao động vất vả. Thì cũng không nên phung tay quá chán, kẻo rất dễ xuất hiện hiện tượng phá tài. Bạn vẫn cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, tích lũy khoản cần thiết để dự trù cho những việc quan trọng sắp tới. Tử vi gia đình tuổi Bính Ngọ năm mạng 4 tháng giữa năm 2024. 4 tháng giữa năm này, tuổi Bính Ngọ Nam mạng có sao Đào Hoa là thiên diêu chiếu mệnh và gặp cả nhị hợp thái tuế nên nhân duyên rực rỡ, nhiều mối duyên tốt lành tìm đến, không chỉ tốt cho công việc làm ăn mà còn giúp chuyện tình cảm cá nhân có khởi sắc. Tử vi sức khỏe tuổi Bính Ngọ Nam Mạng 4 tháng giữa năm 2024 Tử vi sức khỏe của tuổi Bính Ngọ Nam Mạng trong 4 tháng giữa năm 2024 âm lịch được dự đoán hoàn toàn ổn, không phải lo lắng quá nhiều về phương diện này. Dù vậy, bạn vẫn cần điều chỉnh lại chế độ nghỉ ngơi và làm việc. Đừng tham lam ôm đồm nhiều việc mà ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Lý do là bởi nguyệt lệnh lâm quan xuất hiện mang tới các tin vui trong công việc nhưng đồng thời nó cũng thúc giục bản mệnh chạy đôn chạy đáo, tự làm, tự lo, việc gì cũng đến tay, ôm đồn cùng lúc quá nhiều thứ, nên khó tránh khỏi cảm giác áp lực, mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Do đó, làm gì bạn cũng cần đặt việc chăm sóc sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu, đừng để bản thân kiệt sức vì làm việc quá tải. Cuối cùng là tử vi dự đoán 4 tháng cuối năm 2024. Tử vi sự nghiệp tuổi Bính Ngọ Nam Mạng 4 tháng cuối năm 2024 theo dõi tử vi 4 tháng cuối năm 2024 của 12 con giáp âm lịch tuổi ngọ được dự báo sẽ phải chịu không ít áp lực công việc trong 4 tháng cuối năm. Vận khí giảm sút mạnh kéo theo đường công danh sự nghiệp có nhiều biến động bất lợi. Nhiều hạng mục không được tiến hành theo dự kiến hoặc có làm nhưng đạt kết quả còn khiêm tốn. Do từng hải thái tuế ngáng trở, thêm nguyệt lệnh lâm tuyệt áp lực công việc đè nặng lên vai tuổi này. Điểm báo tử vi cho thấy bạn sẽ luôn phải đề phòng cảnh giác với những kẻ tiểu nhân và đối thủ kề bên đã vậy, áp lực từ cấp trên liên tục gia tăng, công sức bỏ ra có thể không đạt thành công như kỳ vọng. Sự cạnh tranh, đố kỵ trong môi trường làm việc cũng khiến con giáp này phải đau đầu. Dù chỉ muốn yên phận làm tốt công việc và nhiệm vụ của mình ở những ngày cận kề năm mới này, nhưng bản mệnh thường phải đối mặt với những lời thâm tọc, chọc ngoáy, mâu thuẫn nội bộ. Khối lượng công việc khá lớn, nếu không được người xung quanh giúp đỡ thì e rằng con giáp này khó có thể hoàn thành được công việc đúng như dự kiến tuy nhiên tâm tính cao ngạo cũng khiến bạn khó mở lời nhờ vả ai đó nếu tự tin vào bản lĩnh của mình bạn hoàn toàn có thể tự đảm nhận một mình mà không cần trông chờ vào một ai bên cạnh đó tuổi bính ngọ nam mạng cũng cần sông sáo và chủ động hơn trong mọi việc đừng để phải đợi đến khi người khác giao phó chỉ bảo mới làm bởi như vậy thành công mà bạn đang có được mãi chỉ đứng sau người khác sự chủ động tích cực cũng giúp cải thiện hình ảnh của bạn trong mắt cấp trên Ngoài ra, cũng cần phải bình tĩnh để làm từng việc một, càng sốt ruột hoảng loạn thì càng dễ mắc sai lầm. Nhìn chung, đây là lúc bạn cần đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn vào những công việc mình đang làm nếu muốn nhận về thành quả tốt đẹp. Tuy nhiên, bên trong thách thức lại vẫn có thể nhìn thấy những cơ hội đang tiềm tàng, nhất là khi 4 tháng cuối năm này, bính ngọ nam mạng vẫn có sự hậu thuẫn của những cát tinh như giải thần và tử vi. Nếu có thể chăm chỉ, nỗ lực nhiều hơn, dám suy nghĩ khác biệt để phá bỏ những điều lối mòn cũ kỹ, từ đó sẽ có thể tìm ra con đường mới đầy khả quan. Hiện tại là 4 tháng cuối năm Tết đã đến rất gần rồi, hãy cố gắng hoàn thiện cẩn thận từ những chi tiết nhỏ nhất. Vấp ở đâu, đứng dậy ngay tại đó, không ngừng thúc đẩy bản thân tiến về phía trước. Sự cố gắng của bạn rồi sẽ đem tới cho bạn những kết quả rất đáng tự hào. Tử vi tài lộc tuổi bính ngọ năm mạng 4 tháng cuối năm 2024 Trong 4 tháng cuối năm, tình hình tài chính của tuổi bính ngọ nam mạng có tài, tăng có giảm vận trình tốt hay xấu chủ yếu vẫn phụ thuộc vào khả năng tích lũy và thói quen chi tiêu của bạn thời điểm này không phải bính ngọ nam mạng không có cơ hội gia tăng thu nhập sự xuất hiện của một số các tinh như thiên tài và giải thần vẫn mang tới cho bạn các khoản thu bên lề tuy nhiên do vận khí ẩn tàng hung họa khi nguyệt lệnh lâm tuyệt nên tiền bạc có đến nhưng rồi cũng sớm đi bản mệnh sẽ phải rất vất vả để giữ được tiền trong tay với người làm công ăn lương, bạn hầu như không có khoản thu mới, nhưng thời điểm cuối năm này sẽ có thêm một khoản đáng kể từ thưởng Tết nên bạn vẫn có thể trông đợi vào nó. Nếu biết tích góp và chi tiêu hợp lý, bạn vẫn có thể xoay sở ổn thỏa cho cuộc sống hàng ngày và thực hiện được các kế hoạch sắm sửa đón Tết. Tuy nhiên, thời điểm này công việc cũng đang gặp nhiều khó khăn, những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến cho con giáp này căng thẳng và khó có thể tập trung. Nếu để đầu óc sao nhãng sẽ rất dễ mắc sai lầm để tuột mất cơ hội khỏi tay mình. Bạn nên tự chấn chỉnh bản thân, làm việc cẩn thận để không mất tiền do nguyên nhân chủ quan. Với người làm kinh doanh, việc buôn bán cũng không thật sự lý tưởng. Dù thị trường cận Tết có nhiều biến động, sức mua tăng nhưng vẫn chưa đạt được mức kỳ vọng của bạn. Các khoản chi phí phát sinh nhiều trong khi doanh thu không tăng, hầu như chưa có lãi. Bạn cần xem xét lại cách thức thực hiện, sai chỗ nào cần sửa ngay, có như vậy tình hình mới chuyển biến tốt. Đầu tư tại thời điểm này thiếu may mắn, lại ít, lỗ nhiều, người tuổi bính ngọ nam mạng nên hạn chế tiến hành ở quy mô lớn. Cần phân tích kỹ các nguồn tin, chủ động nắm bắt biến động thị trường, tránh bị kẻ xấu lợi dụng làm việc phi pháp hoặc lừa gạt tiền của. Đặc biệt, chớ nên gom quá nhiều hàng Tết kẻo dẫn tới tình trạng tồn kho, giá Tết rất khó tiêu thụ. Bạn nên liệu cơm gấp mắm tùy vào tình hình chung để có sự điều chỉnh phù hợp. Thứ ba, tử vi gia đình tuổi bế ngọ nam mạng 4 tháng cuối năm 2024. Đây là một 4 tháng cuối năm bận rộn vất vả với ngọ. Bạn tập trung chủ yếu tinh lực vào sự nghiệp và việc kiếm tiền nên sẽ không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Nhất là khi sự nghiệp trải qua biến động khá lớn nên bạn phải dồn thời gian và tâm sức để giải quyết. Cứ thế dẫn tới tình trạng bỏ bê nửa kia khiến tình cảm xuất hiện nhiều vết nứt nhưng chính bạn cũng không biết làm cách nào để cân bằng hai bên. Sẽ có những thời điểm bạn cảm thấy mỏi mệt khi vừa phải đối với những áp lực công việc, vừa phải chịu sự hờn dỗi, trách móc từ người ấy. Bạn khó lòng vực dậy mối quan hệ khi mà số lần tranh cãi ngày càng gia tăng, mâu thuẫn leo thang tới đỉnh điểm, tinh thần vì vậy ngày càng xa sút Bạn có thể sẽ nảy sinh tâm lý than trách nửa kia không chịu thông cảm và thấu hiểu cho mình, nhưng xét cho công bằng. Chính con giáp này cũng có lỗi khi bạn luôn giấu kín mọi chuyện, một mình chịu đựng và giải quyết tử vi sức khỏe tuổi Bính Ngọ năm mạng 4 tháng cuối năm 2024. Tử vi 4 tháng cuối năm mới nhận thấy Bính Ngọ nam sức khỏe giảm sút nhiều phần, nguyên nhân chủ yếu cũng đến từ áp lực tinh thần, bản mệnh phải lo nghĩ nhiều về công việc cũng như đau đáu tìm cách kiếm tiền, tình cảm lại không như ý nên tâm lý thường xuyên bị căng thẳng, ức chế, ảnh hưởng gián tiếp tới tình trạng sức khỏe. Bạn nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc suy nghĩ tích cực hơn để thấy cuộc sống không bế tắc, quẩn quanh. Chỉ khi nào tinh thần ổn định, lúc ấy sức khỏe của bản mệnh mới được cải thiện. Tiếp theo chương trình sẽ là cách giải hạn năm 2024 cho quý vị tuổi Bính Ngọ. Chiếu theo niên hạn năm nay, Bính Ngọ Nam vững hạn La Hầu. Vận khí của con người sẽ có sự thay đổi biến hóa qua từng năm. Do đó, việc xem sao hạn rất quan trọng trong việc định hướng phát triển mọi việc trong năm. Nếu mệnh chủ gặp được các tinh thì phải tích cực hơn để tận dụng các khí từ các tinh còn nếu như gặp phải hung tinh thì nên có kế hoạch đề phòng bất chắc xảy ra khi gặp được sao tốt chiếu mệnh thì năm đó quý bạn sẽ được bình an và may mắn nhưng nếu không may gặp một trong ba sao xấu là kế đô thái bạch và sao la hầu chiếu mạng thì đấy là một năm đầy khó khăn của bạn từ kinh tế đến sức khỏe lẫn công danh sự nghiệp sao thổ tú là một trong những sao chiếu mệnh mang điều xấu chủ về việc liên quan đến quan trường đi lại không gặp may dễ bị tiểu nhân phá ý nghĩa của sao thổ tú là gì tốt hay xấu Để biết được sao thổ tú tốt hay xấu thì cần xác định xem nó là hung tinh hay cát tinh Sao thổ tú dù không phải là một hung tinh mạnh nhất nhưng cũng là sao chiếu mệnh chủ về điều xấu liên quan đến quan trường dễ bị tiểu nhân quấy phá lại đi kém may mắn Hạn sao thổ tú còn được gọi là ách tinh có thai họa không an yên hay ngủ mê đề phòng tiểu nhân hãm hại và không nên làm ăn xa Nhìn chung Sao tổ tú chiếu mệnh mang điều xấu nên gia chủ cần để ý những việc trong gia đình, tránh mâu thuẫn xung đột không đáng có. Nếu là người chăn nuôi thì không nên tính chuyện mở rộng quy mô, cứ tập trung giữ ổn định tài sản hiện tại qua năm rồi tính tiếp. Tuy nhiên, người mệnh thổ gặp sau này thì không đáng lo ngại lắm, trong lòng hay mang lỗi buồn mang mắc tâm lý không vững vàng hay hoài nghi, không hăng hái trong công việc làm ăn, xong cũng không gặp tai họa gì. Nếu bản mệnh là người cao tuổi thì dễ bị bệnh tật hoành hành, ốm lâu khó khỏi, gia trạch bất an hay chiêm bao mộng mị không nên nuôi con vật gì. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao thổ tú như sau. Tổ tú sao ấy phải lo, tuy rằng ít nặng giữ cho vẹn toàn. Tháng 1 tháng 8 chẳng ăn kỵ trong hai tháng thiếp chẳng bị ai. Làm ăn thì cũng có tài, khiến cho đau ốm, dày tốn hao. Mang lời chịu tiếng biết bao, bán buôn phải giữ kẹo hao mất đồ. Tham tài dục lợi của vô, đêm ra thì bị côn đồ đoạt đi tít người ngon ngọt phải nguy Thì ân bố đức việc gì cũng qua Sao thổ tú thuộc hành gì Hợp kỵ màu gì tháng mấy Sao thổ tú là một hung tinh thuộc hành thổ Nên chiếu theo ngũ hành Có quan hệ tương sinh với hỏa Bình hòa với thổ Tương khắc với mộc Sinh xuất với kim Do đó sao thổ tú kỵ các màu thuộc hành mộc Là xanh lá cây và hành kim là trắng Bạc ánh kim Sao thổ tú hợp với các màu thuộc hành hỏa là hồng Đỏ tím, xanh nước biển và màu thuộc hành thổ là vàng đất nâu. Năm có sao thổ tú chiếu mệnh thì 6 tháng đầu bình thường, 6 tháng cuối năm thuận lợi hơn, tháng 1 và tháng 8 âm lịch sẽ có việc buồn đau. Cúng dương sao thổ tú vào ngày nào hàng tháng. Từ xa xưa, người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ giải hóa giải. Sao thổ tú cũng không được xếp vào ba sao xấu nhất, nhưng nếu muốn có một năm bình an và tốt đẹp hơn thì vẫn cần làm lễ giải sao. Thời gian cúng giải hạn sao thổ tú thích hợp nhất là vào lúc sao chiếu sáng tròn nhất, hay còn gọi là lúc sao đăng viên. Ngày sao thổ tú đăng viên vào lúc 15 giờ đến 17 giờ ngày 19 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là 19 tháng 1 âm lịch vì đó là ngày sao sáng nhất. Hướng về chính tây để làm lễ giải sao. Lưu ý để việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ thì trong nhà nên treo nhiều đồ vật khắc tường, cầu may hay dùng trang sức đá quý. Ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng. Mọi thứ dùng để cúng giải hạn sao thổ tú cần chuẩn bị phải có màu vàng. Trường hợp nếu những thứ khác có màu sắc khác thì dùng giấy màu vàng gói lại hoặc lót giấy màu vàng xuống phía dưới sau đó đặt lễ lên trên. Sắm lễ cúng giải sao thổ tú cần chuẩn bị bài vị cúng sao thổ tú giấy màu vàng với dòng chữ Trung ương Mậu Khỉ thổ tú Tinh quân vị tiền. Lễ vật cúng sao thổ tú năm ngọn nến hoặc đèn, bài vị màu vàng của sao thổ tú, mũ vàng, tiền vàng, gạo, muối, nước, chầu cau, hương hoa, ngũ hoàn. Quý vị thân mến, những chuyện phiền não trên cõi hồng trần thế gian rất nhiều. Nếu không đối đãi bằng tâm bình thường coi nhẹ, bạn sẽ luôn cảm thấy những phiền não này dính mắc trong tâm. Những người thực sự có tầm nhìn lớn thẳng biết rõ mình muốn gì, họ sẽ tiến thẳng tới mục tiêu mà tâm không bị quấy nhiễu bởi lòng tham và dục vọng. Những người như vậy lại càng không bận lòng vì người xấu, chuyện dở, không vì được mất trong quá khứ mà lãng phí thời gian vào những chuyện vụn vặt. Làm người quý ở cảnh giới không tham lam, không phiền lụy, có thể giải thoát khỏi những áp lực và phiền muộn, nhờ vậy con người mới có thể tập trung tinh thần làm những việc thực sự hữu ích. Sống yêu thương, chân thành, không tính toán, không vụ lợi. Sẵn sàng chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với tôi, với bạn và tất cả mọi người. Hy vọng những thông tin hữu ích trên có thể giúp ích cho quý vị thật nhiều trong đời sống tâm linh cũng như hiện thực. Hẹn gặp lại quý vị trong các video sau trên phong thủy phát tài nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình ra thêm nhiều video bổ ích hơn. Cảm ơn quý vị.